đi tối gì. Hello mọi người, có ai ra hiệu thuốc chơi không? Em đi à? Phạm Nhật này. Có điện thoại nhỉ? Có đang chị like trên page. Thế thì em còn theo. Vào lại đi. Chị xe cái này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Địa chỉ hiệu thuốc là số 5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Tô Hiệu nhỏ. Xem trong này bị trắng đúng không em? Trắng không? Trắng lắm. Trắng rồi. Xem trên máy tính thì nó có vẻ. Ngồi có mình toàn hỏi cho anh kia đâu. Piu à? Thôi đừng hỏi anh Piu không, mọi người lại bảo là vô phêm. Khổ lắm. Trắng không anh? Trắng không? Trắng không? Tôi khổ sở lắm chứ không phải là khổ sở vừa đâu. Thôi để xem bên này. Bill đâu? Ơ, sao lại hỏi chị Bill đâu? Bill đâu làm sao mà chị biết được? Chị thi thoảng mới lên được hiệu thuốc thôi, bởi vì là chị rất là bận. Khổ sở. Cái Facebook của chị nó đang bị khóa livestream nên chị phải live cái này. Bạn bè chị đang nhiều lắm ý, chị chưa add được mọi người đâu. Nói chung là để một thời gian nữa chị dành xong rồi chị sẽ xóa những cái bạn cũ, xong sau đấy thì chị sẽ add bạn vào. Ok. Em bận lắm, em chưa biết được khi nào em mới quay lại cơ. Em sợ em quay lại lại hết mất hạn tập rồi. Anh Cường ạ. Ôi làm gì mà béo hả các bác, tôi đang gầy đấy. Chẳng qua là ở đây nhá, mặc hai áo thôi. Mặc hai áo đấy nhá, chứ không phải là béo đâu. Tôi rất là gầy. Giờ tôi chỉ còn 49-50 cân thôi. Ai đã bảo béo được chứ. Không hiểu gì. Không hiểu gì về sắc đẹp cả. Cảm ơn mọi người nhá. Mình chỉ like một chút thôi, xong mình phải đi sang bên quận. Nhìn trời lắm. Lấp lánh luôn. Chị bao cân đấy? Chị 50. Chị cao 1m63, nặng 50 cân. Hà Nội mưa quá các bạn ạ. Được hôm tôi ra hiệu thuốc thì trời lại mưa tầm tã. Chị cao mét bao nhiêu? Chị cao mét 63 nhé. Em không ngại đứng xa nữa, em chỉ cần một lý do thôi. Lý do là hãy ra hiệu thuốc của chị mua hàng của chị đi. Ok. Ra Thanh Hóa. Không, hiệu thuốc của chị ở Hà Nội nhé. Thanh Hóa là nơi chị sinh ra và lớn lên. Còn hiện tại chị đang làm việc Hà Nội nhá.
nhớ 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 tay bà này đen. Ừ, tại tay chị đen. Biết tại sao tay đen không? Bởi vì là đi tập lái xe trời nắng chang chang nó bị đen. Và nhìn chung là cũng không đen đâu. Bây giờ chị bán nhầm cũng đau đầu thành thuốc tiêu chảy. Bán nhầm thế thì có mà chết rồi em. Sao mà tôi đây Hà Nội làm gì có nắng hả bác, Hà Nội đang mưa, mưa tầm tã, tay bị bóc ra thì phải làm sao chị? Em chào chị nhé, chào Hoa Seven. Lối này Thanh Hóa thì sao? Chị ở Hà Trung Thanh Hóa, huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Hà Trung huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa. Người đừng có về đốt nhà chị nhé. À, anh không được quà. Bài đấy bài ngày xưa chị đăng phải không mọi người? Chị có rất nhiều video dị ngày xưa đúng không? Quà của chị ở đâu thì em quay hình chị ở đây. Cười gì vậy bà? Tôi miếng với chị mới được. Chị biết làm nem chua không? Chị rất thích ăn. Chị rất thích ăn nem chua, chị biết làm nem chua. Em hãy uống cái kia saffron nhá. Béo được đấy. Saffron. Thế chị kể cho mọi người nghe một chuyện. Ngày xưa chị thích, chị cũng rất thích nấu ăn, thích bày biện nấu ăn. Nhưng mà sau một lần ngày xưa người yêu cũ chị ấy, chị mới nấu ăn cho bạn ấy ăn. Mà bạn ấy là con trai thích ăn cơm không. Thế là chị nấu cho bạn một bữa. Thế là lần sau bạn ấy rủ chị ra ngoài ăn luôn. Bất lực thật sự ấy. Thật ra chị cũng biết nấu mà. Nhưng mà chỉ tội là không được ngon cho lắm thôi. Chị á, chị làm mũi rồi nè, chị làm 4 cái răng cửa rồi nè. Thấy chưa, chị làm 4 cái răng cửa rồi, làm mũi, hết. Còn tất cả là tự nhiên nhé. Chị có cách nào bớt dễ thương hơn không? Không được đâu em ạ, cái này là bản chất chị rồi và chị không thể bớt dễ thương được. Nhà chị thích sáng nhất đêm nay không? Nhà em bán bóng đèn. Địa chỉ chị hiệu thuốc ở số 5 Tô Hiệu Cầu Giấy nhé. Tô Hiệu nhỏ nhé. Câu chuyện ly kỳ. Đấy mọi người nghe câu chuyện ly kỳ của chị chưa? Câu chuyện về cái sự nấu ăn. Và từ đấy chị chẳng dám nấu ăn cho ai. Chị bị tự ti. Sao đó, người yêu cũ chị nó lại tồi tệ với chị như vậy? Trời ạ. Ừ đúng rồi, chị làm mũi của bác sĩ Phương đó. Là chị nhá, chị chả vậy. Chị làm gì chị nói nhá. Chị có giấu giếm gì đâu. Với cả chị ở đâu chị cũng nói. Mà sao mọi người cứ chửi bới chị vậy? Thật không đáng, không xứng đáng một chút nào. Giảm cân thì ngoài mọi người việc mọi người phải đi tập thể dục giảm ăn thì mọi người cũng nên dùng một số cái biện pháp, ví dụ như là uống thuốc giảm cân mà kiểu từ thảo dược ấy. Nói chung là giảm cân là một vấn đề rất là nan dài dài dòng và phải có một sự quyết tâm cao. Đây, chị chính là liều thuốc hạnh phúc. Mọi người ngày nào cũng ngắm chị tức là mọi người sẽ hạnh phúc rồi. Gratia của chị thua Pháp của em rồi nhé, thua rồi nhé, lưu lưu. Thật ra là Gratia đã được vào chung kết là một điều rất là may mắn rồi. Và đây là lần đầu tiên
Croatia được giải nhì. Pháp thì đã có một lần rồi, đây lần thứ hai. Chị sinh năm 1996 và có thể 1995 hoặc 1996 đều được. Vì chị sinh cuối 95 được 96 nhé. À, chị chưa có người yêu nhé. Chị không lừa ai hết nhé. Chị chưa có người yêu và chị đăng ký tham gia chương trình đấy cũng là chị chưa có người yêu nhá. Chị mới chia tay người yêu chị cách đây 3-4 tháng rồi và chị chưa có người yêu nhé. Mọi người cứ bảo chị đu anh Piu để kiếm fame, chị cũng mệt lắm. Khổ tâm. Tìm hiểu chứ, cửa hàng người ta trình hình những cái Facebook như thế mà không biết là ở đâu à? Đã cần hỏi. Mọi người có thấy rõ không nhỉ? Có sao trẻ vậy mà gọi là chú yêu rồi. Chị chưa có người yêu nhá. Ừ, chị chưa có người yêu mà. Bơ vơ. Một mình. Ừ, chị làm gì đã có người yêu. Chị còn đang sợ ế đây này. Ok. Nói chuyện mọi người vui hết sức đấy. Vậy vào Facebook em à? Vào đây đây chị làm chút thắt này. Chị đã làm gì có người yêu? Chị còn đang sợ ế đây này. Nói mọi người, chị không béo nhưng mà hôm nay chị mặc hai cái áo đấy. Biết chưa? Chị không béo, biết chưa? Biết chưa? Ngày xưa chị béo thật đấy nhưng mà bây giờ chị hết béo rồi. Thật sự là chị nói chị bị tăng động. Ai có thể làm chị bớt tăng động không? Thừa sức thật sự. Yêu đâu, em đang có thai 2 tháng. Liệu có dùng thuốc được không chị? Thuốc gì em? Chào đứa con nhé. Ông trời đã cho chị tất cả nhưng không cho chị có được em đúng không? Được đấy. To thế mà. Ôi mày sao bé bìn được các ạ? Mà sao chị lại bảo chị hết béo? Trời ơi, đùi chị không phải là to. Mà bây giờ đùi to mới là đùi mốt đấy. Hot đấy em ạ. Trời ơi, con được cái đùi chị hơi bị khó đấy. Bố mẹ còn đang còng lưng yêu với đường cái gì. Chị khuyên là nên đến bác sĩ nhé. Lê Hồng Phong. Em ơi, chị cần phải chói lóa, chói cháy cả điện thoại của bọn em đi mới được đấy. Lúc nào đến cái trình độ đấy thì mới ok. Em ơi, đau bụng uống nhiều có nhiều nguyên nhân lắm nhá. Nói miễn trường sinh vậy thôi.
Thank you anh Nguyễn Trường nhé. Đúng rồi, Croatia thua thì chị lại về bán thuốc thôi. Mà kể cả Croatia thắng chị cũng phải về bán thuốc thôi. Công việc của chị mà. Chị không bán lấy đâu ra tiền để tiêu. Chị khổ sở lắm. Bán thuốc mà livestream với lại người ăn. Chẳng lẽ bán thuốc lại không được ăn ư? Nay trời mưa hơi vắng khách. Livestream cho nó đỡ ế. Chào anh chào. Chuyển sang bố. Nói chuyện này đừng dễ thương đấy chị ơi. Đấy chị bảo rồi mà, chị rất là dễ thương. Cảm ơn mọi người nhé. Có muốn hỏi chị chuyện gì không? Muốn kể chị kể nghe chuyện gì không? Chị ở Thanh Hóa từ khi chị nhỏ cho đến lúc chị lên đại học thôi. Chị lên Hà Nội học là chị bám víu trên này luôn. Chị không thích về nữa. Bởi vì ở nhà buồn lắm. Rất là buồn. Bây giờ mẹ chị cũng lên đây ở với chị rồi cho nên là chị cũng ít về nữa nhá. Chả thấy đông khách gì cả mà hiệu thuốc vẫn ấy chồng ấy chơ đem này. Chị cũng đang sợ ế thuốc đây này. Thế chị và anh Bill á, bây giờ chị mà bảo chị và anh Bill đang tìm hiểu nhau thì mọi người lại bảo chị bầu víu anh Bill thì tốt nhất là chị no comment, không nói gì cả. Trời ơi, tôi đang live mà lại có người gọi là như thế nào? Chị ơi, nhìn chị em bị đau tim. Tim gì ạ? Hà Trung. Chị nâng mũi à? Ừ đúng rồi, chị. Trời ơi, chị đã phải giảm cân này, chị nâng mũi này, chị làm 4 cái răng nè. Bây giờ chị có khuôn mặt như hôm nay đó. À và thỉnh thoảng chị cũng có tiêm botox để cho mặt nó nhỏ lại đó. Nói chung là con gái là phải chăm chút về bản thân hơn. Bởi vì là không ai, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp đúng không các mọi người. Đấy, mình xấu chỗ nào thì mình làm chỗ đấy, có gì đâu. Có gì đâu mà phải bàn tán sôi nổi nhỉ.